Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978, tháng 7, âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai cũng nói năm nay tuổi Mậu Ngọ bị lục hại thái tuế, bản mệnh sẽ không gặp được may mắn. Nhưng có lẽ họ không biết rằng trong tháng 7 âm lịch này là một trong những thời điểm thành công vang dội với những người tuổi Mậu Ngọ. Trong suốt khoảng thời gian từ đầu năm đến giờ, họ gặp phải không biết bao nhiêu khó khăn trở ngại, thậm chí nhiều lúc làm cho họ không còn tin vào cuộc sống này. Nhưng trong tháng 7 âm lịch thì khác. Họ được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho. Tháng 7 âm lịch này là một trong những bước ngoặt đổi đời của họ, giàu sang, tiền bạc, danh vọng đều đạt được. Sự thành công này đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ghen ghét, đố kỵ. Vậy nên đôi khi cũng gây nên sự phiền muộn không nhỏ với những người tuổi Mậu Ngọ. Quý vị biết không, tháng 7 âm lịch là một trong những tháng của ma quỷ. Theo dân gian truyền lại, đây chính là thời điểm mà Diêm Vương khai mở cửa quỷ môn quan, thả cho những vong hồn dã quỷ về thăm lại trần gian, thăm lại cố hương và người thân, đồng thời hưởng thụ lễ cúng cô hồn mà dương gian cúng miếu họ. Vậy nên trong tháng ma quỷ lộng hành này, người ta kiêng kỵ những việc lớn, thậm chí có nhiều người còn quan niệm cứ ngồi không vượt qua tháng cô hồn cũng đã là thành công rồi. Ấy vậy mà, những người tuổi Mậu Ngọ không biết do đâu mà họ lại có được những may mắn tuyệt vời trong tháng 7 này. Mời quý vị hãy cùng theo dõi video để biết rõ vận trình tài lộc của những người tuổi Mậu Ngọ. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh thiên thượng hỏa, tính cách hoạt bát, lạc quan yêu đời. Bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành, lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Mậu Dương Thổ gặp Bình Dương Hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Mậu Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản thân đổ sông, đổ biển. Mệnh chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021, gia chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Mệnh chủ biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian dành cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít. Mệnh chủ cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong năm 2021, gia chủ tuổi Mậu Ngọ vạn phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem nghe sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 7 của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ dự đoán rằng những người sinh năm 1978 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp.
mệnh chủ nên nắm bắt cơ hội, thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, mệnh chủ có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu mệnh chủ nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả mệnh chủ đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích mà làm mất điểm của mệnh chủ trong mắt đồng nghiệp. Mệnh chủ luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong mọi công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Mệnh chủ sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp, đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Ngọ sinh năm 1978 để tuật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. May mắn cho tài lộc, mệnh chủ sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc mệnh chủ dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc, tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Những người tuổi Mậu Ngọ rất nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ, đầu óc kinh doanh táo bạo, cho mệnh chủ khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy vậy, mệnh chủ tính phóng khoáng, chi tiêu không kế hoạch nên tiền làm ra cũng không giữ được bao nhiêu. Cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể thì mới có thể để ra được. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó mệnh chủ sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, để lợi bất cập hại. Thứ ba, về mặt tình cảm, xa đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1978, mệnh chủ có thể phải lòng ai đó, cần nắm bắt cơ hội. Mệnh chủ sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, với những người không phù hợp, hãy nhất quyết từ chối không liên quan, chỉ tốn thêm thời gian, tiền bạc của mệnh chủ. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ra ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình mệnh chủ sẽ có chuyện vui, có thể một chuyến du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm của gia đình, cải thiện mối quan hệ của mệnh chủ với các thành viên. Đồng thời, mệnh chủ nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Đặc biệt, gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh mệnh chủ. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân mình. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu mệnh chủ tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Hãy ra ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình. Lái xe cần chú ý xảy ra bất trắc. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, cây phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về những ngày căn lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Mậu Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra,
Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục. Xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, tức ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm, phách lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 13 tháng 7, tức ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 25 tháng 7, tức ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm, tam trá mộc. Đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cắt lành để gia chủ tuổi Mậu Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt nhất. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 7, tức ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Mùi. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 7, tức ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Bình Mùi. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ Mậu Ngọ trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.